Ok, mình sinh năm 1967, tháng 11. Năm nay là 53 tuổi, 3 tháng rồi. Tháng 11, tháng 12, tháng 1. Ồ, mới hôm nay ngày 28 tháng 1. Mới 53 tuổi, 2 tháng à. Mặt mày còn được trẻ không ta? Lông mày nó mất rồi cho nên đi sâm. Sâm Michael Blading, tốn hết 300 đô. Sâm hai lần. Giờ nó nhìn rất là hoàn hảo, right? Cái này là no filter. Normal taking picture, photograph. Đó. Exercise cái face food bây giờ là 11 giờ đêm, bye bye.